Nối tiếp thành công phần 1 và phần 2, bộ phim Diệp Vấn tiếp tục ra mắt phần 3. Phần này có tên là Trận Chiến Cuối Cùng. Nhưng đó vẫn chưa phải là cuối cùng, vì Diệp Vấn có tận 4 phần phim. Muốn biết phần 3 như thế nào thì cùng mình xem phim nha. Năm 1959, Diệp Vấn đưa con cả về quê hương Phật Sơn để học. Chỉ còn anh và vợ cùng con út ở lại. Tại nhà Diệp Vấn, một thanh niên trẻ tới tìm anh. Thì ra anh ta là Lý Tiểu Long. Hồi còn nhỏ, Tiểu Long từng tới xin Diệp Vấn làm sư phụ. Nhưng ông nói là lớn lên hãy tìm ông. Giờ đây Tiểu Long đã trưởng thành nên quay lại bái sư. Anh còn nói là sẽ làm đệ tử giỏi nhất của ông. Tiểu Long bắt đầu khoe khoang về trình độ võ thuật. Anh tung cước định đá điếu thuốc của Diệp Vấn nhưng không trúng. Diệp Vấn nói cậu như một cái bánh xe đạp, vẫn còn non lắm. Rồi mời Tiểu Long về. Sau đó ông đóng cửa lại lau dọn nhà, chứ chị vợ mà thấy cảnh này chắc cho chồng ngủ dưới đất. Vợ Diệp Vấn chạy vội chạy vàng tới trường tiểu học, vì cậu con trai út là Diệp Chính đi đường quyền với Trương Phong. Sau cuộc tỷ võ long trời lở đất này, hai cậu đều bị tím mắt. Vì muốn xin lỗi Trương Phong nên Diệp Vấn mời cậu bé về nhà ăn tối. Cha cậu làm nghề kéo xe nên hay đón con muộn. Bố của Trương Phong là Trương Thiên Chí tới đón con về. Diệp Vấn niềm nở tiếp đón nhưng Thiên Chí có vẻ không vui. Thiên Chí cũng là người học Vịnh Xuân Quyền, anh luôn muốn đấu với Diệp Vấn để phân tài cao thấp. Thiên Chí là người đàn ông chăm chỉ, sáng thì kéo xích lô, tối lại đi đánh võ kiếm thêm thu nhập. Frank, ông chủ một sàn đấu võ, anh lấy người vợ Trung Quốc và có một người con gái. Vì muốn mua lại trường cấp 1 để xây dựng sàn đấu mới, nên Frank cho Mã 2 tuần để giải quyết. Đàm sư phụ là người quản lý các võ quán ở Hồng Kông. Tại đây, ông dẫn theo một ký giả họ Lý tới hội võ thuật để phỏng vấn Diệp Vấn. Trong lúc đang chụp ảnh kỳ yếu thì Diệp Vấn nhận được cuộc gọi từ vợ. Hóa ra chị có hẹn với chồng đi nhảy đầm, nhưng anh lại quên mất. Anh nhớ đón con rồi mua hộ em cái chổi lông gà. Trong lúc Diệp Vấn đón con thì gặp Thiên Chí. Sau một cuộc nói chuyện thì mới biết cả hai là đồng môn Vịnh Xuân Quyền. Thiên Chí vì muốn phân tài cao thấp nên xin được cọ sát với Diệp Vấn. Diệp Vấn nhận lời. Mã cùng với đám anh em tới uy hiếp hiệu trưởng Lưu để bán trường học, để anh ta mở rộng địa bàn. Hiệu trưởng Lưu bao nhiêu năm cống hiến cho trường nên ông quyết tâm không bán. Trong lúc Mã đang hành hung hiệu trưởng thì Diệp Vấn tới. Ông tặng Mã một cái tát nhẹ nhàng khiến hắn cắm mặt vào tường. Diệp Vấn nói, thứ mất dạy chúng mày vào trường học để làm loạn à? Nam Chính gọi cảnh sát tới giải quyết. Tên Mã cay cú vì bị Diệp Vấn phá chuyện làm ăn nên hắn cho người tới khóa cổng trường lại. Diệp Vấn cử Từ Lực ở lại canh trường sợ bọn kia phá. Là thành viên có 20 năm kinh nghiệm trong nhóm pha nên Từ Lực tới có ý muốn bảo vệ cô Hoàng về nhà. Mã dẫn đám anh em đằng đằng sát khí phá cổng trường lao vào. Chúng chia làm hai hướng tấn công, một đám cầm gậy lao vào, đám kia thì cầm xăng phóng hỏa. Thấy tình hình cấp bách, Diệp Vấn cùng học trò lao vào chống trả. Lúc này, thầy hiệu trưởng Lưu bị bắt cóc nên Diệp Vấn đuổi theo, nhưng vấp phải sự phản kháng của đám côn đồ. Thiên Chí đang kéo xích lô, thấy vậy bèn ra tay nghĩa hiệp, giải cứu hiệu trưởng Lưu. Cảnh sát vì sợ người anh nên không dám làm gì. Diệp Vấn bất đắc dĩ trở thành tổ trưởng tổ dân phố. Chị vợ với gương mặt không mấy vui vẻ nói, anh lại lo chuyện bao đồng đấy à? Thiên Chí muốn thuê một căn nhà để làm võ quán. Chị chủ nhà quảng cáo, chú thuê nhà của chị không phải lo, ở đây khuyến mãi, ở hết tháng mới thu tiền. Nhà này chị mới xây, còn rất đẹp. Sau khi thấy Thiên Chí làm nghề kéo xe thì bà chủ tỏ thái độ ngay, thứ nghèo hèn mà bày đặt thuê nhà mặt phố. Cảnh sát béo báo cáo với ông dâu rậm này về vụ án phóng hỏa trường học, nhưng ông ta không mấy quan tâm. Chị vợ không biết bị gì mà bụng dưới đau nhức khó chịu. Diệp Vấn đang ngồi nghĩ ngợi thì đàm sư phụ chạy tới nói, cái thứ mất dạy này dám nói Diệp sư phụ giờ làm bảo vệ vậy. Nói xong ông vung tay, làm sập cả cái bàn uống nước. Đàm sư phụ tới sàn đấu tìm Mã để hỏi thăm. Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy, gọi ngay thằng khốn nạn kia ra cho tao. Mã từng là đệ tử của đàm sư phụ, ông chửi Mã như con chó săn của bọn Tây. Mã cãi lại nên bị đàm sư phụ tát cho một cái. Hắn còn cầm dao đâm thầy nhưng bị Diệp Vấn ngăn lại. Mã kêu 500 anh em trong xưởng lao ra đánh. May mắn ba béo cầm súng dài vây, có bản lĩnh cứ vào đây ăn kẹo đồng. Ba béo được Diệp Vấn tin tưởng có thể giúp được trường học. Nhưng người anh giờ đang nắm quyền trên đất Hồng Kông nên ba béo không làm gì được. Diệp Vấn bắt đầu giải thích. Các em nhỏ cần có chỗ học hành, người dân rồi sẽ sống sau. Ba béo không biết đáp gì hơn. Chị vợ rất quan tâm tới Diệp Vấn. Anh về muộn nhưng vẫn để phần canh cho chồng kèm theo lời nhắn ngọt ngào. Lần sau về muộn thì không còn đồ. Chị đi khám bác sĩ thì biết được rằng mình có một khối u trong cơ thể. Mã uy hiếp Thiên Chí, nếu anh muốn làm ở đây thì giúp tôi xin nhẹ cánh tay của Diệp Vấn. Vì miếng cơm manh áo nên Thiên Chí đồng ý. Người đầu tiên anh tới tìm là Đàm sư phụ. Đàm sư phụ không phải là đối thủ của Thiên Chí nên bị đánh gãy tay ngay. Mã tới trường học bắt cóc con trai của Diệp Vấn và Thiên Chí, ép hiệu trưởng đến xưởng đóng tàu để ký giấy bán trường. Diệp Vấn biết chuyện, cầm gậy đi tới cứu con trai. Mã giơ Diệp Chính ra để uy hiếp Diệp Vấn và bắt anh dập đầu quỳ lạy. Hắn ta cho 10 người tới đánh Diệp Vấn, nhưng nếu Diệp Vấn đánh lại thì con của ông lại gặp nguy. Thiên Chí vì con trai nên quay lại giải cứu đám trẻ. Anh đấm tên Mã không trượt phát nào.
Diệp Vấn thấy con trai bị Mã bế đi bèn đuổi theo. Diệp Chính nhanh trí cắn vào tay hắn nên mới thoát được. Diệp Vấn hai tay hai gậy đánh 500 anh em của Mã sấp mặt, cứ khua vài đường là đã có người ngã xuống. Ba Béo dẫn cảnh sát và phóng viên tới để bắt đàn em của Mã. Số phận đau khổ lại một lần nữa tìm tới gia đình Diệp Vấn. Vợ anh nhận tin dữ, cô bị ung thư buồng trứng và bệnh đã di căn lên não. Giờ cuộc sống của cô chỉ còn tính bằng tháng. Cụ thể là 6 tháng nữa. Trên báo viết về vụ bắt cóc trẻ con hôm trước. Tên cảnh sát trưởng tới nói với Frank là hãy dừng lại, nếu không hắn ta sẽ không bảo vệ Frank nữa. Frank tức giận, đấm bay Mã và đuổi hắn đi. Hắn ra lệnh cho một tên võ sư người Thái tới giết Diệp Vấn. Trong lúc Diệp Vấn dẫn vợ đi khám bệnh, tên võ sĩ người Thái xuất hiện, đánh Diệp Vấn trong thang máy. Hắn ta toàn nhắm chị vợ mà đánh, nhưng Diệp Vấn chắc chắn không bỏ qua. Anh đánh hắn tơi bời. Chị vợ mỉm cười hạnh phúc khi thấy chồng an toàn trở lại. Ba Béo tới báo cho Diệp Vấn là phải cẩn thận vì Frank đã nhắm vào anh. Diệp Vấn muốn kết thúc chuyện này nên đã tới tìm Frank để giải quyết. Frank đi một vòng thăm dò rồi quyết định nếu Diệp Vấn trụ được trong 3 phút thì sẽ tha cho anh. Frank là một võ sĩ quyền anh hạng nặng, hắn to xác nhưng lại rất nhanh nhẹn. Tấn công Diệp Vấn như vũ bão. Dù Diệp Vấn có chủ động tấn công cũng không làm gì được hắn. Thấy thế trận không tốt nên anh đổi thế võ khác. Diệp Vấn tuy có vật ngã được Frank nhưng hắn ta quá khỏe. Lúc hắn chuẩn bị đấm knock out Diệp Vấn thì chuông đồng hồ reo lên, trận đấu kết thúc. Thiên Chí cuối cùng cũng thuê được một căn nhà mặt tiền để mở võ quán. Anh thuê ký giả Lý hãy viết một bài khiêu chiến, nhưng anh ấy lại trả lại tiền và nói: "Muốn đấu với Diệp sư phụ, anh phải có đủ tư cách." Thiên Chí gặp một vị sư phụ đi ăn ở đó, bèn tới khiêu chiến để tỉ thí. Rất nhanh, sư phụ này đã bị hạ đo ván. Thiên Chí liên tiếp chiến thắng những sư phụ khác, tiếng tăm bắt đầu vang xa. Sau khi thành công mở võ quán, Thiên Chí đặt tên là Vịnh Xuân Chính Tông và nói Vịnh Xuân của Diệp Vấn là lai tặc, không đủ tư cách. Báo chí bắt đầu đưa tin về sự khiêu chiến của Thiên Chí. Diệp Vấn không quan tâm vì ông muốn làm những điều cuối cùng cho vợ mình. Diệp Vấn tới gặp thầy Trần để khiêu vũ, không ngờ lại gặp Tiểu Long. Tại đây Tiểu Long nói sẽ giúp Diệp Vấn học nhảy, còn Diệp Vấn phải nhận Tiểu Long làm đệ tử. Diệp Vấn vui vẻ đồng ý. Nam chính không tới cuộc thách đấu nên Thiên Chí giành được phần thắng. Điều này khiến nhiều người không phục. Trong lúc nhảy cùng vợ, cô bất ngờ ngã xuống. Bây giờ, tình trạng sức khỏe của cô đã rất kém, phải ở lại bệnh viện để bác sĩ chăm sóc. Cảm giác bất lực nhất chính là nhìn người mình yêu thương đang chết dần chết mòn mà không làm gì được. Sự đau khổ dằn vặt nhưng ta không thể khóc được, vì khóc sẽ khiến người ta yêu thương đau khổ. Chị vợ mong muốn thấy Diệp Vấn tập mục nhân, để có thể thấy chồng mình làm điều mà anh mong muốn nhất. Diệp Vấn dẫn vợ tới xem trận quyết đấu giữa anh và Thiên Chí. Trận đấu không đơn thuần là so tài cao thấp, cũng không chỉ xem đây là Vịnh Xuân Chính Tông, mà nó mang ý nghĩa danh dự của Diệp Vấn. Hai người sử dụng những chiêu thức của môn Vịnh Xuân Quyền, bất phân thắng bại. Từ gậy cho tới song đao, cả hai đều rất ngang bằng. Chỉ cần sơ sẩy thì một trong hai sẽ trở thành người khuyết tật. Thiên Chí như muốn đoạt mạng Diệp Vấn nên dùng song đao tấn công trực diện. Trận chiến giờ thành đối đầu quyền pháp. Thiên Chí lợi dụng tấn công vào mắt Diệp Vấn. Tuy bị trúng chiêu nhưng Diệp Vấn với bản lĩnh được tôi luyện qua bao năm đã thành công đánh bại Thiên Chí, khiến anh ta tâm phục khẩu phục. Phần phim này có lẽ cho chúng ta thấy điều quan trọng nhất là người ở bên cạnh mình. Diệp Vấn có oanh liệt biết mấy trên võ đường nhưng vẫn là một người chồng yêu thương vợ hết mực, một người cha luôn nghĩ và chăm sóc cho con. Phần 3 của bộ phim Diệp Vấn đến đây là kết thúc rồi. Nếu muốn tiếp tục theo dõi phần 4 của bộ phim này, hãy nhấn like và đăng ký kênh của chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt!